Vâng, xin được kính chào quý chị em quay trở lại với kênh của Em Tới Ô Tô tại địa chỉ số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại hotline của em là 0977 500 055. Ngày hôm nay trên thị trường xe đã qua sử dụng, em xin giới thiệu cho quý anh chị một mẫu xe Toyota Fortuner M2018 máy xăng số tự động một cầu nhập Indonesia quý anh chị nhé. Vâng, thì với chiếc xe này đã qua sử dụng thì với năm 2018 có 5 phiên bản, 2 phiên bản máy xăng và 3 phiên bản máy dầu. Thì trước mắt quý anh chị đây, hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị máy xăng số tự động 2018 nhập Indo quý anh chị nhá. Một chiếc xe rất ưa chuộng tại Việt Nam. Thì chiếc xe này quý anh chị đang quan tâm về giá thì có thể tua đến cuối video hoặc gọi điện thoại số điện thoại hotline trên màn hình cho em. Thì với chiếc xe đã qua sử dụng này còn rất là mới, xe biển tỉnh mà mới chạy được hơn 2 vạn, xe cực kỳ lướt, với mẫu form dáng rất là mới, màu trung lập hợp tất cả mọi người quý vị nhé. Thì với này mặt trước ca lăng, mặt trước ca lăng chiếc xe được mạ chrome này quý anh chị này. Vâng, với biểu tượng Toyota Fortuner đi theo với 5 tháng. Cụm đèn trước cũng được trang bị đèn bi. Và ngoài ra phía dưới đây xe được trang bị đường viền mạ chrome và đèn chiếu gầm nha quý anh chị. Quý anh chị có thể nhìn rõ hơn một ngoại thất của chiếc xe với phần thân và phần đầu của chiếc xe quý anh chị nhé. Màu sáng với đường led rất là tinh tế. Vâng, xe được trang bị và cũng rất là bền bỉ. Với mâm 17 inch được thiết kế rất là chắc chắn, với lại danh lốp rất là sâu quý anh chị nhá, lốp theo xe 4 quả. Quý anh chị có thể nhìn thấy đấy, phía bên ngoài xe được trang bị ốp bậc lên xuống, tay nắm cửa mạ chrome, rè chắn cửa, gương kính đều được chỉnh điện nhá. Vâng, thì với lại gương chiếu hậu thì được tích hợp với đèn báo rẽ. Đây, mời quý anh chị. Phía sau của chiếc xe, cụm đèn sau được trang bị đèn full led và đèn báo rẽ. Xe cũng được trang bị an toàn, đó là cảm biến sau và camera lùi, phanh trên cao. Với này cốp sau cũng như là hàng ghế thứ 3 thì chiếc xe này được mở cốp rất là nhẹ nhàng với sự giúp đỡ của trợ lực. Ốc và keo chỉ của chiếc xe còn rất là mới nha quý anh chị. Mời quý anh chị cùng em xem sắc nét hơn. Với hàng ghế thứ 3 cũng như là khoang hành lý thì chiếc xe được gập 50-50 cũng rất là rộng. Với dòng SUV của đối thủ cạnh tranh của chiếc xe cũng ngang tầm, đó là Santa Fe, Ford Everest. Vâng, đây quý anh chị có thể nhìn hàng ghế sau kỹ hơn ạ. Hàng ghế sau có thể gập 60-40, rất là rộng và thoải mái chỗ ngồi nha quý anh chị. Đây quý anh chị có thể nhìn rõ hàng ghế lái của chiếc xe. Vâng, ghế lái thì được chỉnh điện 6 hướng. Ngoài ra tabi cửa được tích hợp với các nút bấm gương kính chỉnh điện quý anh chị nhé. Rất là mới, chữ vẫn còn nguyên bản theo nút ạ. Vô lăng được bọc ra 3 chấu và tích hợp với các nút bấm. Quý anh chị có thể nhìn rõ hơn với biểu tượng Toyota. Lưỡi chuyển số thể thao, cụm đèn trước và cần gạt mưa nhé quý anh chị. Ngoài ra chiếc xe cũng được trang bị ga tự động Cruise Control, rất là tiện ích cho quý anh chị đi trên đường cao tốc, có thể không để bị quá tốc độ này. Giữ được chân ga cho chiếc xe vận hành tự động hơn. Ngoài ra cụm đèn trước cũng được trang bị đèn điều chỉnh đèn pha và tắt bật cảm biến nhé quý anh chị. Xe được trang bị hộp số tự động 6 cấp và 2 chế độ lái. Màn hình Android kết nối với nệ điện thoại Bluetooth cũng như là điều hòa tự động, với nệ cửa gió mát đến từng chỗ ngồi quý anh chị nhé. Công nghệ của chiếc xe này cũng là
phù hợp cho quý anh chị đủ sử dụng. Với một chiếc xe đã qua sử dụng thì em xin cam kết cho quý anh chị bằng giấy tờ văn bản, đó là một chiếc xe không bị tai nạn, ngập nước, giấy tờ an ninh pháp lý đầy đủ và rõ ràng. Quý anh chị muốn biết thêm thông tin chi tiết cũng như quan tâm về sản phẩm trên thì có thể gọi điện thoại vào số điện thoại 0977 500 055, hoặc gọi hoặc đến địa chỉ số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để xem xe và chạy thử xe, cảm nhận thực tế hơn. Với chiếc xe này, quý anh chị sau 4 năm sử dụng thì quý anh chị tiết kiệm được loanh đâu đó 400 triệu đồng so với một chiếc xe mới. Với lại phiên bản được nhập Indonesia rất là giữ giá quý anh chị nhé. Hiện tại thì Fortuner đã đang lắp ráp tại Việt Nam. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc thì có mức giá vô cùng ưu phải chăng. Thì chiếc xe này bên em đang có giá bán đó là 880 triệu. Có thương lượng và tặng cho quý anh chị từ 5 đến 15 triệu đồng khi quý anh chị đăng ký kênh, khi đến sâu du mua xe. Em là Vũ Tới Ô Tô, chuyên mua bán ô tô đã qua sử dụng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị. Chúc quý anh chị một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui. Xin hết.